gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang có mặt tại chương trình Hợp Tất Niên và chào đón năm mới năm 2018. Kính thưa quý vị, chương trình chào xuân và tổng kết khen thưởng cán bộ, thành viên, phóng viên, cộng tác viên, hội viên tiêu biểu do Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phía Nam, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Hội Khuyến học Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là một chương trình có nhiều ý nghĩa đối với các thành viên, hội viên trong một năm hoạt động căng thẳng, đối với sự sóng gió và thách thức, nhìn lại chặng đường một năm đã qua. Và ngày hôm nay chúng ta vui mừng chào đón sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị, với hy vọng ngày hôm nay sẽ mang lại sự gắn kết và một năm nhìn lại để năm 2018 của chúng ta thành công rực rỡ. Quý vị thân mến, và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi vinh dự được tiếp đón quý vị đại biểu và quý vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Nhật Phát, Đại sứ Đạo Đức Toàn cầu của Liên hiệp UNESCO Việt Nam, trụ trì Chùa Châu Đốc Ba, Ủy viên Ban Kế hoạch Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh Ban Kinh tế Giáo hội Phật giáo quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Thành Đại, Phó Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, Hội đồng tư vấn truyền thông hơn 10 năm của cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tư vấn Văn hóa Thể thao của cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Đặng Tân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Giáo dục Xã hội Cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Lương Hoành, phụ trách kênh truyền hình TVF SCTV 13, nguyên Giám đốc truyền hình VTV tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn Truyền thông Cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Thượng tá Lê Thị Nam Bình, nguyên trưởng ban công tác báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn Truyền thông Cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Thần tượng Doanh nhân 2017 Nguyễn Thị Minh Châu. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phí, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn Lao động Xã hội Cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn Phụ nữ của cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Cục A84 Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, An ninh quận 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến An, phụ trách liên lạc tại Đắk Nông cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Lữ Đức Cảnh, nguyên trưởng phòng chính trị công tác sinh viên Đại học Văn Hiến, Hội đồng Tư vấn Giáo dục Truyền thông cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Đặng Thanh Vũ, Giám đốc điều hành Trường Đại học Văn Hiến, Hội đồng Tư vấn Giáo dục Văn hóa Cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo Lâm Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Vạn Tường, Hội đồng Tư vấn Giáo dục Cơ quan. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Đức Viễn, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng Tư vấn Sức khỏe Y tế Trung tâm. Cùng đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Hồng Oanh, Giám đốc Nhà khách 199 và đồng chí Lâm Hồng Ân và các đồng chí cán bộ của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao về tham dự. Cùng toàn thể ban biên tập truyền hình VTV, truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, TVF, SCTV 13, báo Bảo vệ Pháp luật, báo Thanh niên, báo Công an, báo Tuổi trẻ, báo UNESCO truyền thông, truyền hình trực tuyến STB và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương về tham dự. Kính thưa quý vị, có lẽ chương trình ngày hôm nay là chương trình để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua của năm 2017, để cho ta hướng đến năm 2018 của chúng ta thành công rực rỡ hơn nữa. Và giờ phút này thì hãy đều xin được giới thiệu người gắn kết cho tất cả chúng ta. Xin được giới thiệu ban tổ chức, trưởng ban tổ chức ông Phạm Đình Vương.
Cũng như giờ phút này xin được mời ông ra sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu chia sẻ về ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa Hòa Thượng Thích Nhật Pháp, Đại sứ Đạo đức Toàn cầu UNESCO, Hội đồng Tư vấn Văn hóa Tâm linh của cơ quan. Kính thưa nhà báo Lê Thành Đại, Phó ban quản lý khu công nghệ cao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn Truyền thông Kinh tế của cơ quan. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Văn hóa Thể thao của cơ quan. Kính thưa nhà báo Lê Thị Nam Bình, nguyên trưởng ban công tác bạn đọc báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Tư vấn Truyền thông của cơ quan. Kính thưa bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, trưởng khoa thần của bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng Tư vấn Sức khỏe y tế của cơ quan. Kính thưa bác sĩ Nguyễn Đức Viễn, khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng Tư vấn Sức khỏe y tế của cơ quan. Kính thưa giáo sư Đặng Tân, chủ tịch Hội đồng Tư vấn Văn hóa xã hội của cơ quan. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vị lãnh đạo các sở ban ngành cùng toàn thể thành viên, cán bộ, cộng tác viên các tỉnh thành về tham dự buổi họp mặt ý nghĩa ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức chương trình, thay mặt cho Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa Thể thao, Ban chấp hành Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Miền Nam, Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tại phía Nam, Ban Thông tin Truyền thông, xin gửi đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị quan khách cùng toàn vị thể quý vị có mặt hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì cái bản báo cáo tổng kết hoạt động thì rất là nhiều lắm, nhưng mà do thời gian không cho phép, do đó là cơ quan chỉ có sơ lược về một số thông tin nổi bật của cơ quan. Vì thời gian không ủng hộ nữa, do đó là đến phần khen thưởng rồi. Thay mặt cho lãnh đạo cơ quan, thay mặt cho ban tổ chức chương trình, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp quý báu của Hội đồng Tư vấn, của các vị đại biểu, cán bộ, thành viên, cộng tác viên của cơ quan trong thời gian vừa qua, và đặc biệt hiện diện ngày hôm nay rất là đông đủ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn và chúc mừng xuân vui vẻ, một ngày hết sức là hạnh phúc, thành công tốt đẹp.
xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em đi về cho tình mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đám mây đang chào mừng xuân sang. Hai âm đang mơ thấy chút yên lành, đất nước ấm hoa yên ấm an vui. Chào em theo theo muôn tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người vui bao điều mong ước. Chỉ sợ như thế nắng ngập tràn hồn em ngất ngây. Mùa xuân tình xuân có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh. Má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, chiều vàng rực rỡ đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu hỏi chiều xuân. Mỗi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ đến.